Xin chào tất cả các bạn. Các bạn biết đấy, bỏ thuốc lào thật sự rất là khó. Và nó khó hơn cả thuốc lá, bởi nó nặng hơn thuốc lá gấp 3 lần hàm lượng nicotine. Bên cạnh đó, những người hút thuốc lào thường có thâm niên hút thuốc lâu năm. Thế nhưng, không có gì là không thể. Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, chỉ khó khi lòng người ngại núi e sông, phải không nào? Và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn mẹo cai thuốc lào và cách cai thuốc lào hiệu quả nhất. Như những video trước đó mà chúng tôi đã chia sẻ cùng các bạn, thì thuốc lào cũng là một trong những loài thực vật thuộc chi thuốc lá, và loài này thì có hàm lượng nicotine rất là cao. Lá của nó, ngoài việc sử dụng để hút, còn sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các loại thuốc trừ sâu. Và ở Việt Nam chúng ta thì thuốc lào thường được sử dụng bằng điếu cày, điếu bát và điếu ống. Hàm lượng nicotine trong thuốc lào có khoảng 9%, cao hơn gấp 3 lần so với thuốc lá thông thường. Và một cú hít thuốc lào đưa một lượng lớn chất nicotine vào máu, gây ra hiện tượng chóng mặt mạnh, kéo dài vài giây. Người ta gọi đó là say thuốc lào. Và ngay cả những người hút thuốc lá nặng cũng gặp khó khăn với lượng khói khổng lồ và hàm lượng nicotine cao này. Cũng giống như thuốc lá thì thuốc lào lại mang đến rất nhiều nguy cơ bệnh tật cho người hút. Thêm vào đó, việc sử dụng nước trong ống điếu để lọc khói thuốc lại mang đến nguy cơ tiềm ẩn các bệnh truyền nhiễm. Chính vì thế, cai thuốc lào mang đến rất nhiều lợi ích về sức khỏe cho người cai thuốc, như là một số bệnh viêm phổi mãn tính sẽ dần chuyển biến và khỏi hẳn, nguy cơ mắc những căn bệnh ung thư, mắc khí phế thủng cũng sẽ giảm dần theo thời gian. Huyết áp và tim mạch của người cai cũng sẽ dần ổn định và cơ thể sạch sẽ thơm tho, mùi ngai ngái của thuốc lào cũng sẽ mất đi. Một số hiểu biết về thuốc lào như vậy thôi, và mục đích chính của chúng tôi hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một số mẹo cai thuốc lào và những cách cai thuốc lào hiệu quả nhất. Có nhiều phương pháp cai thuốc lào, và một trong những phương pháp mà người ta lựa chọn đó là cai thuốc lào tại nhà. Để cai thuốc lào tại nhà thành công, các bạn cần lưu ý cho chúng tôi một số điều sau. Thứ nhất, xác định cách bỏ thuốc lào là các bạn phải nhớ chọn thời gian được nghỉ ngơi, ít làm việc nặng, là trong khoảng thời gian mà các bạn ít phải tiếp khách và tụ tập bạn bè. Thứ hai, trong thời gian cai thuốc lào, tốt nhất là nên bỏ luôn nước chè. Chúng ta thường có thói quen là dùng nước chè mỗi khi hút thuốc lào, vì cả hai thứ này mà đi với nhau thì cảm giác phê hơn rất nhiều. Cho nên, tách chúng ra thì việc cai thuốc lào sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thứ ba, đã quyết định bỏ là bỏ luôn dứt điểm, không đánh bằng chiến thuật bỏ từ từ. Điều này tuy khó nhưng lại giúp tỷ lệ thành công cao hơn gấp 2 lần. Bỏ từ từ sẽ càng làm ta khó chịu, ức chế nhiều ngày. Thứ tư, buổi sáng là một khoảng thời gian tồi tệ nhất khi cai thuốc lào. Ngủ dậy, ngay lập tức đi đánh răng thật sạch. Tiếp đến là tìm vài viên kẹo cao su hay sử dụng một số loại thuốc cai nghiện thuốc lá. Và các sản phẩm này sẽ giúp chúng ta quên đi cảm giác thèm tức thời. Nếu kẹo cao su làm bạn mỏi miệng, hãy thế bằng một chén muối ớt tiêu cay cay, gói vào một cái túi nhỏ nếu bạn thường xuyên đi ra ngoài. Và mỗi khi thèm thuốc, hãy ăn một chút đồ cay cay hoặc chua sẽ khiến bạn quên đi cảm giác thèm thuốc tạm thời. Tiếp theo, sau 6 tháng, bạn sẽ vẫn thỉnh thoảng mơ thấy cơn ác mộng bạn đang ngồi hút thuốc lào ở quán nước quen thuộc ngày nào. Thế nhưng tỉnh lại sẽ thấy bạn bỏ biết bao nhiêu công sức cho cuộc chiến này, và đừng để mọi thứ đổ sông đổ bể nhé. Và cuối cùng, mỗi khi lên cơn thèm, hãy làm động tác sau. Ngửa mặt hít thở thật sâu một hơi dài, uống một ly nước lọc đầy, và hãy nghĩ cảm giác thèm thuốc giống như một kẻ thù và chiến đấu với nó như một hiệp sĩ dũng cảm. Ngoài những mẹo cai thuốc lào bằng tự cai ở nhà thì chúng tôi cũng chia sẻ một số kinh nghiệm cai thuốc lào như sau. Bạn hãy dùng nước lọc hoặc các loại trà thảo dược thay thế cho nước chè mà các bạn đang uống hàng ngày. Hơn nữa, hãy chia sẻ việc cai thuốc này cho một người mà bạn xem là quan trọng, để có một người nhắc nhở và cổ vũ cho mình cũng không phải là ý kiến tệ, phải không? Nên nhớ, trong thời gian cai thuốc,
cơ thể hay bực bội dù chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc sống. Cho nên, bạn hãy đi bộ, hãy tập hít thở thật sâu để bớt căng thẳng. Và nếu bạn đã cai nhiều lần rồi nhưng không thành công, bạn nên sử dụng sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá để cai thuốc lào và quá trình cai sẽ trở nên dễ thở hơn. Thực tế thì có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều mẹo để cai thuốc lào. Nhưng mà nồng độ nicotine ở trong thuốc lào, các bạn nên nhớ là nó cao gấp 3 lần các loại thuốc lá thông thường. Chính vì thế, một sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lào sẽ rất tốt cho bạn trong quá trình cai thuốc lào. Và chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, đó là nước súc miệng cai thuốc lá thời nghị. Nhiều người thật sự không tin rằng 40 năm nghiện thuốc làm sao có thể dứt điểm được trong 5 đến 10 ngày được. Nhưng đấy là sự thật. Sự thật chứng minh rằng đã có hàng nghìn người cai hẳn thuốc lá thuốc lào một cách nhanh chóng mà rất đơn giản. Tại sao điều đó lại có thể xảy ra khi mà bạn biết thuốc lào là gì rồi đấy? Nó thật nguy hiểm và bám dai dẳng. Nhưng với nước súc miệng cai thuốc lá thầy nghị được bào chế từ các loại thảo dược thiên nhiên có tính năng đào thải độc tố nicotine và tạo ra một màng bảo vệ khoang miệng chống lại sự tấn công của nicotine. Cho nên, khi sử dụng nước súc miệng cai thuốc lá thầy nghị để súc miệng, cơ thể bạn được đào thải độc tố, khoang miệng của bạn được bảo vệ và nicotine hoàn toàn đánh bật ra ngoài. Đồng thời, vị của các thảo dược sẽ làm vị giác của bạn quen dần và không còn cảm thấy thèm thuốc nữa, thậm chí rất ghét mùi thuốc lào. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng chỉ với 1 đến 2 liệu trình nước súc miệng cai thuốc lá thầy nghị là bạn đã có thể hoàn toàn từ bỏ thuốc lào rồi đấy. Đây là một phương pháp rất đơn giản, hiệu quả mà nhanh chóng, phải không nào? Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn các bạn một cách cụ thể về việc sử dụng nước súc miệng cai thuốc lá thầy nghị để cai thuốc lào. Bằng cách bạn hãy gọi điện thoại đến số 0932020991. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, 0932020991. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ sử dụng thuốc một cách hiệu quả và hoàn toàn từ bỏ thuốc lào để cuộc sống của mình an toàn hơn, để sức khỏe của mình đảm bảo hơn. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.